Quý vị thân mến, những ngày cuối năm mặc dù rất là bận rộn nhưng mà quý vị cũng đừng quên là bỏ ra một chút ít thời gian để lựa chọn cho gia đình mình những bông hoa đẹp trang trí trong nhà nhé. Bởi vì một bình hoa đẹp không chỉ tạo ấn tượng cho vị khách đến thăm nhà trong những ngày đầu năm mới mà nó còn mang ý nghĩa là may mắn, hạnh phúc và tài lộc nữa. Nhưng mà ngày Tết thì nên trưng hoa gì thì sẽ mang lại may mắn, và cách để cắm một bình hoa đẹp trang trí trong phòng khách vừa đơn giản mà lại thu hút thì sẽ như thế nào? Hãy cùng Linh Phi gặp gỡ với vị khách mời ngày hôm nay để tìm hiểu những bí quyết trang trí và cắm hoa cho ngày Tết nhé. Xin chào anh Bảo ạ. Rồi, Bảo chào quý. Anh Bảo này, thường thường em thấy là khi mà nhắc tới mùa xuân thì người ta sẽ nghĩ ngay đến đây là một cái mùa mà trăm hoa đua nở đúng không anh? Như vậy thì theo anh Bảo nghĩ là những cái loại hoa nào sẽ được ưa chuộng sử dụng trong ngày Tết với một cái ngụ ý là mang lại may mắn và tài lộc ạ? Thông thường á, những cái ngày Tết thì mọi người đều nghĩ đến ngay những cái loại hoa mai lan chúc chúc, hoặc là những cái cây mà đâm chồi những lộc, phát tài phát lộc, thì họ rất là ưa chuộng để cầu cho một năm mới thật là thịnh vượng và an khang. Thông thường thì trong không gian phòng khách thì chúng ta nên sử dụng những cái loại hoa gì để trưng thì nó sẽ là thích hợp ạ? Trong không gian phòng khách để cho một trưng Tết thì tất cả các loại hoa chúng ta đều sử dụng được hết. Riêng vì là ngày Tết thì người ta có thể là dùng những cái loại hoa bền lâu, từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 Tết là 4 đến 5 ngày lận, nên đa số thì mọi người rất là thích xài ly, lan hoặc là những cái cây lá tự nhiên. Như vậy thì đối với lại không gian phòng khách hoặc là không gian ở trong bàn ăn thì cái cách lựa chọn bình hoa mình cần phải lưu ý những cái điều gì ạ? Đa số những không gian phòng khách á, thì là to, cao thì nên chọn những cái bình có cái dáng cao như thế này khi để vào cái bàn tiếp khách á, để cho nó cân bằng lại không gian. Dạ. Còn bàn ăn thì ta không nên dùng quá cao như thế này, thì ta chỉ cần dùng thấp thôi. Những cái dạng cánh hoa như hình oval thấp thì để khi cái cuộc ăn uống hay là nói chuyện nên ta bày biện nó rất là dễ dàng hơn. Vậy thì để cắm một cái bình hoa thì chúng ta cần phải có những nguyên liệu như thế nào ạ? Những nguyên liệu cho cái bình hoa hôm nay đó là hoa địa lan màu vàng, đây là giống lan vu nữ màu vàng, và đây là cây phát tài. Không thể thiếu là một cái bình hoa cao như thế này đúng không đúng anh? Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm như thế nào đây ạ? Thì đầu tiên thì cái bình hoa này á, khi các bạn cắm không dùng mút á, thì cái độ rộng của miệng bình để cho dễ cắm thì là Bảo sẽ dùng cái loại băng keo trong, ta dán miệng bình cho nó hẹp lại bớt. Để giữ hai đường ngang này không bị bung xúc thì các bạn để một băng keo nhỏ ta dán ngang vào. Rồi ta làm thêm một cái đường chéo nữa tạo hình vuông ở trong cái không gian của miệng bình. Và tiếp tục như thế, ta vẫn phải dán cái miệng băng keo như thế này. Và sẽ dùng cái những giống cây phát tài này để vào trong đây. Đó, các bạn thấy không? Khi bỏ vào á, bạn không bị lung lay, không bị đổ. Và rất là cố định ở giữa. Dạ. Và tâm muốn thích bao nhiêu cây thì ta bỏ vào như thế này. Thường dân gian Việt Nam thì vẫn thích số 9, số 8, số may mắn. Dạ. Thì em muốn bỏ 9 cây hay là em muốn bỏ 8 cây tùy. Thì anh đây anh bảo bỏ tự nhiên, anh bảo không đếm cây. Thì miễn sao cho cái độ bung nó thoải mái là được. Vì đầu tiên thì đã xong. Kế tiếp thì ta sẽ dùng địa lan. Địa lan này thường khi các bạn mua ở ngoài chợ về đó thì nó sẽ như thế này. Nó có cái cánh lại để cho cái địa lan này các bạn dòm thấy được nhiều và được to hơn. Chúng ta hãy lần cái cánh nó ra, lặn từ từ nó ra. Rồi, và ta bỏ xung quanh những bình bông này. Các bạn lưu ý nhé, tùy theo sở thích của các bạn, tùy theo cái bình các bạn dùng to hay nhỏ. Ở đây Bảo dùng cái bình tương đối nó to nên Bảo dùng khá là nhiều lan. Dạ. Và ta hướng cái ngọn lan ra phía ngoài. Ta tiếp tục ta bỏ vào xung quanh cái miệng bình như thế này. Các bạn chú ý là khi bỏ vào miệng bình thì các bạn chỉnh cái lan nó tròn cái miệng bình nha các bạn nhé. Yeah. Rồi chỉnh lại cái tương đối nó tròn miệng bình. Thế rồi. Bước tiếp theo là ta sẽ dùng loại lan còn lại. Vì độ cao của lan này rất cao, có thể là các bạn điều chỉnh bằng bạn cắt gốc nó bớt đi để bạn bỏ vào. Các bạn cũng cắm sao cho nó tròn và cái độ hướng cái ngọn bông xung quanh cho nó đều đặn. Em thấy là
là chỉ với ba loại hoa thôi, rất là đơn giản mà anh Bảo có thể làm được một cái bình hoa để trang trí trong phòng khách mà vừa đẹp mà đặc biệt là có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà anh Bảo có thể bật mí cũng như là giải thích rõ cho em hơn về cái ý nghĩa mà anh Bảo muốn gửi gắm trong cái bình hoa này được không ạ? Bình hoa này thì Bảo muốn sử dụng cây phát tài này, phát lộc này, là cái cây mà đầu năm ai cũng thích hết. Cái dáng cây cũng là những cái loại sự vươn lên, và cái nụ hoa cũng là cái sự may mắn và đâm chồi nảy lộc cho một đầu năm thật là suôn sẻ. Ngoài ra thì anh Bảo vẫn thích dùng lan để cho cái độ bền trong sử dụng trong suốt những cái ngày Tết. Và màu sắc màu vàng của lan này nó tượng trưng cho cái màu Tết giống như hoa mai của mình. Hoặc là thay thế các bạn có thể là dùng màu đỏ cũng được, lan đỏ, vân vân. Như vậy thì bình hoa này của anh Bảo muốn gửi gắm là mang ý nghĩa là vừa may mắn và vừa phát tài phát lộc sinh sôi nảy nở, đúng không bạn? Mình suy nghĩ rằng là với một cái bình hoa này mà chúng ta đặt trong phòng khách thì trong những ngày đầu năm mới sẽ mang một cái ý nghĩa là vừa may mắn vừa tài lộc, mà đặc biệt là tạo thêm niềm vui cho những cái vị khách đến thăm nhà trong những ngày đầu năm mới nữa. Và anh Bảo có công nhận với lại Linh Phi rằng là vào những ngày đầu năm mà chúng ta trưng hoa trong gia đình thì nó ngụ ý là mang cả tinh túy của đất trời vào nhà, và vì thế con người cũng được hưởng lên những cái điều gì đó mà tốt đẹp và ý nghĩa nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn anh Bảo đã đến chương trình ngày hôm nay cũng như là hướng dẫn cho Linh Phi và quý vị khán giả cách thực hiện một bình hoa trang trí trong phòng khách rất là đẹp và đầy ý nghĩa như thế này ạ. Và Linh Phi cũng xin chúc cho quý vị khán giả của chúng ta sẽ thực hiện thành công những bình hoa đẹp để trang trí trong phòng khách cho ngôi nhà của mình thêm phần tươi sáng và đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới nhé.